Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình vào sáng thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022. Xin chào tới ngộ cùng luật sư Steven. Kính chào chú Hoàng Bách và chào tất cả khán thính giả hệ thống Người Việt Channel. Vâng, thưa quý khán giả, mới bắt đầu vào chương trình thì luật sư có hỏi chúng tôi là bây giờ cái đề tài nào cho là quan trọng. Thì luật sư tôi và luật sư có thảo luận, nói là có lẽ nước Mỹ từ ngày thành lập tới giờ thì trong cái thời gian gần đây đó, nước Mỹ trở thành chia rẽ rất là trầm trọng. Chia rẽ không những là trong tôn giáo, trong hậu đoàn, trong cộng đồng, mà ngay cả người Việt Nam mình cũng chia rẽ. Thì ngày hôm nay đó, luật sư và chúng tôi mong mỏi rằng luật sư sẽ trình bày cái vấn đề chuyên đề này. Chúng tôi nghĩ là khô khan nhưng mà quý vị cố gắng để theo dõi, và luật sư cũng mong là quý vị sẽ comment, quý vị sẽ viết các cái bài tại sao cái hiện tượng này nó xảy ra, mà muốn giải quyết cái hiện tượng này thì nó giải quyết từ đâu, và chúng ta có trách nhiệm hay không, hay là chúng ta chỉ nói phê bình ô chia rẽ quá hoặc đoàn kết quá, nhưng mà cái trách nhiệm của chúng ta thì lại không quan tâm, chúng ta nói cho qua phà thôi mà không không có nỗ lực. Bởi vì luật sư cũng như chúng tôi và các chương trình khác đó là chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta có trách nhiệm. Trách nhiệm đó là gì? Nếu chúng ta không có quyền lực thì chúng ta bỏ cái lá phiếu cũng là một cái cách quyết định. Và những cái suy nghĩ mà trong suốt cái thời gian vừa qua đó, nếu mà có chia rẽ đó hay là tự ái đó, chúng ta nghĩ rằng ồ, nhìn về phía trước chúng ta phải đi tới, và muốn đi tới như vậy đó thì gạt qua những cái gì việc nhỏ nhặt để chúng ta đi tới làm một chuyện lớn. Bởi vì hơn nước lúc nào hết thì nước Mỹ đang bị đang gặp khó khăn. Chúng ta biết khó khăn rồi, ở đây chúng ta không nói về Đảng Cộng hòa hay Dân chủ, nhưng mà chúng ta nó có hiện tượng, và cái hiện tượng đó nó là lan truyền các nước Âu Châu và cả Âu Châu. Họ nêu lên cái vấn đề dân túy, một số người cổ suý cho dân túy. Dân túy là gì? Dân túy là không có đa chủng, tức là làm sao một cái dân tộc mình không da trắng hoặc là da màu hoặc là da vàng. Thì tất cả những cái chuyện mà trong khi thế giới ngày hôm nay là một cái thế giới nó liên lập, cũng như là Hoa Kỳ là một hiệp chủng quốc, nó là nhiều nhiều dân tộc tị nạn tới đây, nhiều sắc tộc, cho nên mình nói là bây giờ chỉ thuần túy một sắc tộc không thì rất là khó. Nếu nói như vậy thì mình sẽ bị lạc lõng, bởi vì hiệp Trung Quốc đã dùng ngay từ cái danh từ là dùng hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tức là nhiều chủng tộc lại. Bây giờ thì luật sư rất là mong mỏi quý vị comment, quý vị đóng góp, quý vị chia sẻ, và mong rằng quý vị cũng nhớ là subscribe, like và share chương trình, bởi vì chương trình này chúng tôi muốn mời các vị khách để mà cùng thảo luận, quan tâm những cái vấn đề dân chủ, những vấn đề tin tức đúng sự thật để mình thảo luận cùng nhau, học hỏi để thăng tiến. Bây giờ thì bắt đầu mời luật sư. Cảm ơn chú Hoàng Quách. Để đính chính một tí, trong cái lịch sử của nước Mỹ này, nó đã có nhiều cái thời điểm mà cái đất nước Mỹ nó phân hóa và chia rẽ rất là trầm trọng. Và trong 250 năm, 245 năm, nó đã xảy ra rất là nhiều thời kỳ và luôn cả một cái cuộc nội chiến mà cả triệu người dân Mỹ Bắc và Nam bị chết. Và sau đó, cái vấn đề kỳ thị chủng tộc nó vẫn tăng lên mà nó không có giảm xuống. Ngày hôm nay chúng ta cũng ở trong một cái thời điểm mà cái đất nước Mỹ này, một cái nước chúng ta có thể nói là mạnh nhất, giàu nhất, siêu cường quốc, một cái nước tự do tư bản lớn nhất và được quý mến nhất ở trên thế giới, thì cái nền tảng xã hội của đất nước Mỹ này đang đi vào cái con đường là bị chia rẽ, phân hóa rất là trầm trọng, mà rất là nhiều người cố gắng tìm hiểu và cố gắng tìm đủ mọi phương cách để mà làm thế nào mà thay đổi, tu sửa lại và không đưa đến cái sự mà nó quá chia rẽ đến nỗi mà gây ra một cái nội chiến giống như 150 năm về trước. Nước Mỹ là nước siêu cường quốc trên thế giới mà cái sự chia rẽ là trầm trọng nhất ở trên thế giới so sánh với những cái nước tự do tư bản khác giống như bên Âu Châu hay là bên Á Châu. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn lấy cái đề tài đó, mà thật sự cái đề tài tại sao, lý do và nguyên nhân nào đưa đến cái sự chia rẽ
ở trong cái xã hội, cái đất nước Mỹ. Trong thứ nhất về vấn đề màu da, thứ nhì về vấn đề chủng tộc, thứ ba về vấn đề kinh tế xã hội, thứ tư về cái hệ thống mạng, thứ năm về vấn đề chính trị ở trên nước nước Mỹ này, và thứ sáu là cái vấn đề của cái xã hội mạng hay là bản xã hội. Thì đây là nhiều cái yếu tố ngày hôm nay chúng ta tóm tắt lại, và Stephen Deal cũng mong mỏi là khi quý vị nghe và quý vị cho vô những cái ý kiến thêm theo cái cách nhìn và những cái nghiên cứu của quý vị, những cái sự tìm tòi. Mình không có muốn nói là đưa những cái tin tặc, những cái gì mà nó sai, mình muốn nói là những cái mà nó đúng, có kiểm chứng đàng hoàng, cái lý do, cái nguồn gốc và cái nguyên nhân tại sao cái đất nước Mỹ ngày hôm nay nó lại chia rẽ quá nặng nề. Chưa trong trong cái thời cận đại, tức là cho nó là khoảng 40 năm, chưa có lần nào mà cái xã hội Mỹ nó chia rẽ trầm trọng như ngày hôm nay. Những người trong đảng Cộng hòa Dân chủ Độc lập, họ không nói chuyện với nhau được, mà mỗi lần họ mở miệng nói chuyện, họ phải chửi bới, miệt thị. Mà khi mà chúng ta dùng cái danh từ miệt thị, bôi nhọ, tức là chúng ta nói những cái mà nó không có đúng sự thật, nhưng mà người ta nói. Chưa, trong 40 năm vừa qua, chưa bao giờ có một cái tình trạng mà cái xã hội người da trắng và người da màu coi nhau như là kẻ thù hay là địch thù. Chưa bao giờ trong 40 năm mà bạn bè sinh hoạt chung với nhau trong cái tập thể cộng đồng của người Mỹ, của người Á Châu, của người Việt Nam mà bây giờ trở thành kẻ thù, không nói chuyện với nhau, gặp còn không chào, mà họ là những người ngày xưa sinh hoạt bạn với nhau. Cái tình trạng đó hồi đó giờ chưa bao giờ thấy, mà cũng chưa bao giờ thấy một cái tình trạng mà trong gia đình anh chị em, cha mẹ và con cháu xích mích với nhau, chia rẽ và không chịu nói chuyện. Cái những cái đó đó là cũng vì một cái tư tưởng nó khác nhau. Nào, cái vấn đề mà ngày xưa tới bây giờ chúng ta nói là ok, cái tư tưởng đồng ý không đồng ý, quý vị ủng hộ người này, quý vị ủng hộ người kia, cái đó rất là thường, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó đưa đến cái vấn đề quá trầm trọng như vậy? Và cái đó nó cũng đang xảy ra ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi trên nước Mỹ này. Và chúng ta bây giờ bắt đầu mới đi vào, thì thật sự đó, cái đề tài này đó là cái đề tài mà đã được nghiên cứu và đang nghiên cứu để mà tìm những cái nguyên nhân, nguồn gốc và lý do tại sao đưa đến, của những nhà xã hội học, chính trị học, tôn giáo học ở trên nước Mỹ này và ở bên Âu Châu, họ cũng nghiên cứu và coi tại sao. Thành ra những cái trường đại học nổi tiếng với những người giáo sư chuyên môn ở trong cái ngành xã hội học, chính trị học, vân vân, họ đang đi coi lại cái thống kê, coi lại những cái thăm dò ý kiến, coi lại những cái diễn biến nó xảy ra để mà coi coi tại sao, cái lý do để mình có thể ngăn chặn nó và mình có thể tu sửa nó lại. Có nhiều người nói ô, cái này là tại vì ông Trump, khi mà có cái sự xuất hiện của ông Trump của năm 2015, 2016 cho tới ngày hôm nay. Thì thật sự đó, cái hiện tượng của cựu Tổng thống Trump là một yếu tố trong nhiều cái yếu tố đưa đến cái sự chia rẽ. Ông Trump đó, cái này là cái cách nhìn của cá nhân mình theo những cái đọc nghiên cứu và mình đưa ra một cái kết luận. Ông Trump đó thì thật sự đó không phải là người đưa ra những cái nguyên nhân đưa đến cái sự chia rẽ, nhưng mà ông ta là cái người mà đổ dầu vô lửa, tức là lửa nó đang cháy, mình đổ dầu thêm được thì nó cháy lớn hơn. Cái đó là cái
trách nhiệm của ông Trump. Nhưng mà cái lửa nó đã có trước khi có cái sự xuất hiện của ông cựu tổng thống Trump, và nó bắt nguồn có thể nói là từ cái thời năm 1970, tức là cái thời của ông tổng thống Nixon. Một cái điểm rất là quan trọng trong cái thời kỳ đó mới nó lại dính vào cái thời kỳ đó lại là cái thời kỳ của chiến tranh Việt Nam. Tức là từ cái thời 565 cho tới năm 1975, đó là 10 năm đó. Cái xã hội Mỹ này đã bắt đầu phân hóa và chia rẽ trầm trọng, nhưng mà không có đến nỗi mà gia đình phải như nào cãi lộn với nhau và không nói chuyện với nhau, cha mẹ không nói chuyện với con không có nói chuyện với cha mẹ được, hay là anh chị em trong gia đình. Thì ngày hôm nay chúng ta mới nhìn lại, thì những cái người mà đổ dầu vô lửa ngày hôm nay ở cái tuổi 70, 80, nhưng mà họ là những người mấu chốt đầu não đưa đến cái sự phân hóa chia rẽ ngày hôm nay. Họ là những người ngày xưa giữ những cái bộ phận hay là những cái chức vụ cao cấp ở trong cái hệ thống chính trị của nước Mỹ này của thời tổng thống Nixon. Đương nhiên là trong cái thời đó họ chỉ là ở một cái chế độ 30 tuổi, nhưng bây giờ thì họ 70-80 tuổi. Thì cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái sự chia rẽ ngày hôm nay, đó là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc của người da trắng và người da vàng. Và cái vấn đề kỳ thị chủng tộc nó được bùng nổ lên bởi vì Tổng thống Trump lấy cái đó làm một cái vấn đề trong cái vấn đề đi vận động tranh cử. Ông Tổng thống Trump đó, với tất cả những cái khuyết điểm về vấn đề đạo đức của con người thì ai cũng biết cái đó, nhưng mà cái của ông Trump là ông ta có một cái sở trường, cái ưu điểm của ông, cái hay của ông là ông ta biết lợi dụng cái thời cơ, khai thác. ông ta biết khai thác cái khuyết điểm của cái xã hội. Và ông ta là một người mà mình nói là một cái người thương gia, nhưng mà nếu mà nói về làm ăn buôn bán đầu tư thì ông ta không có giỏi, thường thôi. Nhưng mà đó, ông ta có một cái tài. Cái tài đó là cái tài làm sao quảng cáo cái tên của ông ta. Đúng không? Ông ta rất là giỏi cái đó, và ông ta cho người ta mướn lấy cái tên của mình để mà đi làm ăn buôn bán, làm chúng ta mới có Trump Tower, Trump này, Trump kia, Trump Trump Trump. Ông ta quảng cáo rất là hay, và ông ta có cái tài đó. Rồi ông ta mới lấy cái tài đó đi vào cái hệ thống chính trị và dùng cái đó để mà quảng bá. Mình dùng cái danh từ mà nếu mà khi mà nói cái vấn đề quảng cáo, quảng bá trong thương trường mà mình đem nó vô chính trị thì kêu nó là tuyên truyền. Thì cái hệ thống tuyên truyền nào, cái hệ thống tuyên truyền đó đó nó không thể nào đạt được mục tiêu trong quá khứ 40 năm, là bởi vì nó không có internet, nó không có hệ thống mạng, nó không có Facebook. Còn ngày hôm nay đó nó có cái hệ thống mạng, mình kêu là social media hay là mạng xã hội hay là xã hội mạng, thì cái đó đó nó mở bung ra cho bà con lên mạng, lên Facebook và nói chuyện với nhau. Nào, trước khi mà có cái xã hội mạng, chúng ta có một cái hệ thống truyền thông, nhà báo, báo chí. Mà quý vị muốn có một cái báo chí, quý vị thứ nhất phải là những người phóng viên, những người nhà báo có kinh nghiệm, phải được đi học, phải được đi tu học mới được mướn. Và những cái bài viết của quý vị phải dưới một cái tờ báo nào, của một cái ngành truyền thông nào, mà nó có cái gì sai thì người ta tu sửa lại và người ta xin lỗi. Còn ngày hôm nay chúng ta có cái hệ thống mạng social media, ai cũng lên mạng được hết, ai cũng trở thành bình luận gia hết, ai cũng trở thành chính trị gia hết. Và cái này mình nói một cách rất là công bằng, luôn cả người Việt Channel cũng là một cái YouTuber, và chúng ta trở thành những người bình luận gia, chúng ta trở thành những người chuyên gia.
và chúng ta trở thành những người chính trị ra, mà chưa có người nào được đi tu học, được đi huấn luyện. Và người Việt Channel có thể nói là một trong 1 triệu, 10 triệu cái ở trên cái xã hội này. Và cái đó là những cái người mà ở trong cái ngành truyền thông hay là ở trong một cái đảng phái, ở trong một cái nhóm, họ bắt đầu họ khai thác cái đó. Hay là chúng ta thấy những cái đó nó đi lại. Thì bây giờ mình mới nói tại sao cái nước Mỹ nó chia rẽ trầm trọng như ngày hôm nay. Thì mình mới đi sơ lược qua. Thì một cái nữa đó, đó là cái vấn đề kinh tế của mỗi một gia đình. Một cái ngày xưa tới bây giờ đó, khi một cái đất nước mà nó có một cái cuộc cách mạng lật đổ một cái chính quyền trong quá khứ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, từ cái cách mạng Soviet, cách mạng Pháp, cách mạng Anh, cách mạng bên Trung Hoa, bên Tàu, cách mạng bên Pháp, cách mạng bên Đức, cách mạng bên luôn cả Việt Nam, là khi mà một cái xã hội, cái nền kinh tế, cái sự chênh lệch của cái người nghèo và cái người giàu nó quá to lớn, nó quá rộng, thì nó sẽ đưa đến cái sự phẫn nộ của người dân, và nó đưa đến một cái nó kêu là chủ nghĩa dân túy, theo cái định nghĩa truyền thống của cái danh từ chủ nghĩa dân túy. Chủ nghĩa dân túy là một cái thuyết, một cái tư tưởng là những người nghèo, người dân đa số 80-90% họ ở trong một cái nền kinh tế mà họ, một cái lương bổng của họ không nuôi nổi được cái gia đình hai hay ba người con, mà họ phải làm một job, hai job để mà nuôi. Trong khi đó đó, những người mà giàu đó thì họ quá quá giàu, và đó, cái sự ăn chơi phung phí của người giàu đó nó hiện lên. Ngày xưa đó, những người giàu đó, con cháu họ họ ăn xài phung phí đó không ai thấy hết, còn bây giờ nó để lên Facebook. Một cái gia đình, một cái gia đình trung lưu thôi nha, mình không có nói người thiệt là nghèo, trung lưu thôi, một năm họ đi vô cái tiền lợi tức của họ đi vô trong gia đình 200-300 ngàn, cái đó là giàu đó. Trung lưu đó, cái đó là gia đình của luật sư, bác sĩ ha, hay là gia đình nha sĩ rồi đó nha. Còn những người nghèo á, cái tiền lợi tức của một gia đình 2-3 người con đó, nó lên chưa tới 70 ngàn đồng, và trong nhà băng của những người nghèo á, không có 5 ngàn đồng. Nào, khi mà mình thấy cái đó là đại đa số 90% người dân ở trên đất nước Mỹ này, rồi đùng một cái nó có khoảng 10% hay là 20% những người đại gia, và cái này là những cái mà mình nói là có thiệt chứ không phải là nói chơi. Một cái người, mình không có nói là tỷ tỷ phú, mình chỉ nói là triệu triệu phú thôi, họ làm một cái buổi tiệc sinh nhật cho con của họ 2-3 tuổi rồi. Chỉ cần mời khách lại, ca sĩ lại thôi, nó lên trên 1 triệu đồng. Mời mời ca sĩ lỡ ca thôi, 1 triệu đồng. Mà cái buổi tiệc cho một cái đứa bé có 2-3 tuổi rồi, nó lên 10 triệu đồng. Kinh khủng như vậy, đúng không? Rồi họ mua đó, mình đừng có nói cái gì, mình chỉ cần nói cái chiếc tàu đi chơi của họ, tức là lâu lâu 1 tháng 2 tháng họ mới đi lên cái tàu đó là, đúng không, cái tàu đi chơi thôi, cái chiếc tàu của họ đó 20 triệu đồng, 50 triệu đồng. Mình ở đây á, mình đang ngồi nói chuyện và người đại đa số người dân nói trời đất ơi cái giá xăng bây giờ nó lên 5 đồng mà mình thấy mình đậu. Đúng không? Còn những người mà đại gia con của họ mỗi lần đi chơi đó không có đi xe,
họ đi máy bay riêng của họ. Và một cái chiếc máy bay, nó bay cái chiếc máy bay không đó, là 20-30 triệu đồng, rồi phải có người lái máy bay. Và họ đi đi từ Cali qua Texas rồi đi New York đi này kia, họ đi máy bay riêng của họ. Thành ra cái vấn đề mà vật giá leo thang đối với họ không có là gì hết, mà một cái xã hội đó mà cái sự mà kinh tế của người giàu và người nghèo nó có khoảng cách nó quá xa đi. Một cái người tỷ phú ở trên nước Mỹ này hay là trên thế giới này đa số là ở bên nước Mỹ, không 100 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ, 500 tỷ, mình không có nói triệu nữa. Rồi cái tiền và con cháu của họ xài, bạn bè, thành ra đó, rồi cái họ bỏ lên cái Facebook, lên mạng cho người ta coi, nó làm cho người dân mà đặc biệt nhất những người nghèo họ càng phẫn nộ thêm nữa. Mà cái phẫn nộ đó nó đưa đến một cái sự kỳ thị chủng tộc, là những cái người giàu đó, Mỹ trắng đó, thì nó thấy Mỹ trắng giàu nó bực bội nhưng mà không đến nỗi nào, bởi vì nó thấy người da màu mà còn giàu, đúng không? Những anh chàng tài tử người da màu, những anh chàng thể thao người da màu mà nó xài tiền cứ bằng là những người nghèo ở dưới thôn quê người da trắng, họ nhìn vô họ họ không chấp nhận, họ chịu không nổi, tức là cái sự bực bội của họ, thành ra họ lại càng ghét cái người đó. Mình nói người da đen chứ thật sự nó cũng là người da vàng luôn, đúng không? Và trong cái tập thể cộng đồng chúng ta cũng thấy có cái sự phân cách về vấn đề lợi ích cũng khá nhiều. Một người đi làm lao động, chạy xe, và một cái người trẻ không biết làm cái gì, gia đình giàu hay là nghèo chúng ta không biết, cái bóp của người đàn bà đó, mình nói cái Porsche, như đâu người ta mua cái bóp đó, mấy chục bạc, mấy trăm bạc, cái bóp của người đàn bà 20-30 ngàn, mình nghe là mình tá hỏa tâm sinh, đúng không? Đừng có nói 2-3 ngàn, nó nói 20-30 ngàn. Rồi họ xách cái bóp của họ nó bằng tiền cái nhà của mình luôn rồi. Đó, thành ra khi mà mình đi ra mình thấy như vậy, mình thấy có cái sự phân cách, nó mới đưa đến cái sự phẫn nộ và chia rẽ ở trong cái tập thể của cộng đồng của cái xã hội. Đây là những cái yếu tố. Rồi một cái nữa đó là khi mà chúng ta nói về vấn đề da màu, chúng ta nói về kinh tế, rồi chúng ta nói một cái nữa, đó là cái vấn đề di dân. Cái vấn đề di dân nó cũng trở thành một cái yếu tố rất là quan trọng. Mà cái số người di dân vào nước Mỹ này đó, chúng ta có thể chia nó ra làm hai phần. Một phần đó, họ rất là nghèo, họ đi vào đây để mà vì vấn đề kinh tế, đi kiếm công ăn việc làm, đi họ đi làm lao động. Và họ đi làm lao động như vậy đó để họ lấy tiền và họ gửi về đất nước của họ, cho gia đình của họ, ở nước của họ. Và vì cái vấn đề nghèo của họ, thật ra họ không có đi qua một cái hệ thống luật di trú, mà họ phải đi vô bất hợp pháp và họ lén đi làm. Và trong đó có luôn cả những người du học sinh, du học sinh của những gia đình mà trung lưu thôi, họ gửi con qua đây, họ không phải là đại gia. Mình không phải nói người Việt Nam không, mà mình nói luôn cả người Tàu, người Ấn Độ, đúng không? Rồi đó, họ qua đây và là sinh viên thì không có đi làm được, thành ra họ phải đi làm những cái job lao động, giống như là làm trong nhà hàng, để kiếm thêm chút tiền khi mà họ đang đi học bên đây. Đó. Và cái khổ đó, cái đó là một phần của những người di dân qua đây, đúng không? Rồi một phần khác đó là cái vấn đề di dân của những người nhà giàu. Những người nhà giàu ở Việt Nam, những người nhà giàu ở bên Tàu, ở bên Trung Cộng, ở bên Đài Loan, ở bên Singapore, ở bên Ấn Độ, họ cho con cái họ qua đây, mà không phải là qua đây để đi học, mà qua đây ở luôn, hoặc qua đây sinh sống luôn, không? Và những người con đại gia đó, họ sống một cách rất là thoải mái,
và cái vấn đề tiền bạc của họ xài rất là rộng rãi. Thì nó tạo ra một cái mà khi mình đi ra ngoài, mình đi 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 chơi, đi ăn uống cái này cái kia ở những cái nhà hàng, những cái restaurant, mình thấy nó có cái sự khác biệt. Và khi mà chúng ta nói những cái đó, đối với những người giàu thượng lưu Mỹ trắng, họ không có thấy những cái hình ảnh đó, bởi vì họ sống ở một cái xã hội của người trung lưu và thượng lưu. Nhưng mà những người mà trung lưu và hạ lưu ở trên nước Mỹ này mà là người da trắng, đặc biệt là khi mà họ ra khỏi cái thành phố, đúng không, họ thấy những cái này họ rất là chướng mắt, họ rất là chướng mắt. Cái thứ nhất đó là họ là những người lao động, thì họ mới đổ thừa đó là những người di dân bất hợp pháp vô nước Mỹ này lấy công ăn việc làm của họ, làm cho họ không tiến thân được. Cái đó là cái họ đổ thừa những người di dân bất hợp pháp, là cái lý do tại sao họ không thăng tiến lên được, rồi họ ghét những người đó. Rồi đó, một số những người mà trung lưu, kỹ sư, bác sĩ, bây giờ đó họ cũng bị đe dọa. Họ bị đe dọa đó là cái hệ thống mạng Internet, cái hệ thống Internet, hay là cái khoa học kỹ thuật nó quá tối tân. Chúng ta có thể đi trị bệnh qua cái hệ thống Internet, và những người bác sĩ, nó không cần phải là bác sĩ ở bên nước Mỹ này, mà họ là bác sĩ ở những cái nước khác, nhưng mà họ là những người bác sĩ học ra trường ở những cái trường y khoa nổi tiếng ở trên các nước Mỹ này, nhưng mà họ về lại các nước của họ, bên Ấn Độ, ở bên Tàu, bên Đài Loan, bên Đại Hàn, Nam Hàn, và họ trị bệnh người ta với một cái giá rẻ hơn. Và vì cái vấn đề đó nó có cái sự cạnh tranh và lấy ly cái nguồn tài chính của những người bác sĩ bên đây, thành ra họ không chấp nhận cái vấn đề đó. Rồi chúng ta nhìn vô những người đại gia ở những cái đại công ty ở trên đất nước Mỹ này, mà khi chúng ta nói những cái đại công ty ở trên đất nước Mỹ này, chúng ta nói những cái công ty về vấn đề Internet. Mà cái vấn đề mà về Internet, chúng ta nhìn vô, mình đừng có nói những người tỷ tỷ phú, mình chỉ nói những người triệu triệu phú thôi. Và những cái người nhân viên làm cho những cái đại công ty đó, cái hồi mình nhìn vô đó, đại đa số là người da vàng chứ không phải da trắng. Thì cái đó nó làm cho người da trắng càng bực bội và phẫn nộ. Bởi vì đó, họ cảm thấy là tại sao cái đất nước Mỹ, như là chú Hoàng Bách nói, hợp Trung Quốc, một cái đất nước mà được gây dựng bởi người da trắng, rồi bây giờ mình nhìn lại cái người da trắng lại là cái người hạ lưu, cái người da trắng là cái người đi lao động, cái người da trắng là cái người bị bỏ quên lại, trong khi cái thế giới và cái xã hội nó đang tiến tới, và cái người da màu là cái người ở đợ, qua đây ở đợ không có cái gì hết. Cái này đất của tôi cho quý vị vô thì quý vị ở đợ, đúng không? Rồi bây giờ quý vị nói cái đất nước này của quý vị, rồi bây giờ quý vị mà lại thành công hơn chúng tôi, mà cái thành công của mình đã đi phô trương, mình phô trương làm cho người ta càng ghét mình thêm, và bây giờ nó hiện lên trên đây, trên Facebook. Cái đó nó làm cho cái xã hội nó ngấm ngầm cái vấn đề chia rẽ, cái vấn đề bực bội nó nằm ở trong cái của người người dân Mỹ đó. Rồi đùng một cái mình nhìn vô cái vấn đề chính trị, thì cái con số của những người da màu nhập cư vào nước Mỹ, hay là sinh trưởng và sinh đẻ trên nước Mỹ này, nó càng ngày càng nhiều lên. Và cái đất nước Mỹ này, ngày xưa khi mới lập nước Mỹ này, 95% là người da trắng. Bây giờ cái số người da trắng nó từ từ nó xuống, còn có 60%, 63%, 65%. Nhưng mà nó cái 60% đó, nó chỉ cần thêm 5, 10 năm nữa, nó còn xuống dưới 50%. Có nghĩa là người da trắng trở thành thiểu số ở trên cái đất nước họ. Nào, mình nói cái này
mình không có cảm nhận được cái sự bực bội, cái sự lo âu của người gia trận. Thì bây giờ mình đưa quý vị có một cái tư tưởng và cái cảm nghĩ của quý vị để quý vị so sánh, và quý vị nói quý vị có bực tức không? Lấy cái đất nước Việt Nam là của người Việt Nam mà đùng một cái người Việt Nam của đất nước Việt Nam là người thiểu số, mà người ngoại quốc, mình lấy ví dụ người Trung Hoa, người Singapore, người Nhật, người Đài Loan, người Âu Châu, họ qua nước Việt Nam, họ sinh sống và họ có công ăn việc làm, mà bây giờ đó cộng lại đó họ lại là đa số, còn người dân Việt Nam lại là thiểu số. Thì nếu mà quý vị là người Việt Nam, quý vị có lo không? Quý vị có sợ không? Cái nước Việt Nam là của người Việt Nam, tại sao bây giờ cái nước Việt Nam lại là của cái người không phải là người Việt Nam chính thống đó, mà là lai hết? À, rồi những người này cai trị đất nước và những người này nó giàu hơn, trong khi người Việt Nam mình lại nghèo hơn đó. Thì cái đó, cái tư tưởng và cái cảm nhận của những người đó họ rất là bực bội đó. Và khi mà một cái làn sóng mới nó đi vô nước Mỹ thì nó phải đem theo cái tôn giáo và đem theo cái vấn đề văn hóa của cái đất nước đó. Rồi từ từ cái tôn giáo của người da trắng nó càng ngày nó càng nhỏ lại, và cái vấn đề văn hóa nó càng ngày nó càng thu hẹp lại. Có bao giờ mà chú Hoàng Bách và quý vị tưởng tượng được cái nước Việt Nam nói tiếng Việt nhưng mà chính quyền phải ra những cái luật, là chẳng những quý vị như là viết báo, quý vị đi học, quý vị đi bầu, một cái lá phiếu của quý vị không thể nào chỉ có tiếng Việt không, mà quý vị phải có tiếng Tạo trân trọng, bởi vì nó có một số những người thiểu số Tạo Việt Nam. Rồi quý vị phải có tiếng Ấn Độ, bởi vì có một số người thiểu số người Ấn Độ đó. À, hay là phải có một số, phải trong cái lá phiếu của quý vị phải có cái tiếng của người Nam Hàn, là tại vì như đó, ở ở ở nước Việt Nam có một số những người Nam mà chính phủ làm ra những cái luật này, rồi người ta nói ủa nước Việt Nam mà sao có mấy cái tiếng khác, nói tại vì mấy cái người khác ở đây đông quá mà họ không biết nói tiếng. Người ta nói cái đó là cái lỗi của những người di dân đó vô đây. Quý vị vào nước Mỹ, quý vị không chịu học tiếng Mỹ mà quý vị đi học tiếng Việt không? Rồi quý vị không chịu nói tiếng Mỹ, quý vị nói tiếng Việt không? Rồi quý vị bắt chúng tôi phải làm ra những cái lá phiếu và phải vô những cái khu học chánh, phải có những cái bản tường trình report, không phải tiếng Mỹ không mà tiếng Việt, để chi vậy? Để cho chúng tôi đọc. Nào, đối với chúng ta nói ồ chúng mình rất là hãnh diện là bây giờ như đó chính quyền Mỹ lo cho người Việt Nam, cái đó rất là đúng. Nhưng mà nếu quý vị đặt trường hợp quý vị vào cái vai là người da trắng, quý vị nói tôi không chấp nhận cái này. Mà cái đó là mình thấy cái sự phẫn nộ của người dân. Nó nói tại sao lấy cái nước Việt Nam đi? Cái lá phiếu của nước Việt Nam ở vô cái trường Việt Nam đâu có chỉ Tàu ở chỗ. Quý vị là người Tàu hay là quý vị là Tàu, người Lai Tàu, quý vị đi vô cái trường học của nước Việt Nam thì quý vị làm ơn học tiếng Việt chứ đừng học tiếng Tàu giùm tôi. Đó. Còn bên Mỹ này, mình đi vô, tôi không biết tiếng Mỹ, thành ra quý vị làm ơn viết tiếng Việt cho tôi. Cái đó đó là cái mà làm cho người dân Mỹ trắng họ rất là bực bội. Thành ra cái xã hội nó đi tới cái đó. Nào, nhưng mà cái bực bội đó nó ngấm ngầm, không có sao hết. Cái đó đùng một cái, có một cái hiện tượng đó là ông Tổng thống Trump. Ông ta là người đổ dầu vào lửa. Ông ta khai thác tất cả những cái đó, những cái sự bực bội ngấm ngầm của người da trắng. Và cái con số đó nó khoảng 30%, 35% ở trên nước Mỹ này. Và ông ta đưa những cái vấn đề đó ra. Người dân Mỹ trắng họ hoan nghênh, họ rất là vui là bây giờ có một cái người mà cái sự bực bội của tôi hồi đó giờ tôi ngấm ngầm tôi không dám nói. Bây giờ cái người đó họ nói hết, họ nói quỵt tẹt rồi. Rồi nó đùng một cái nó có một cái đài truyền thông, đó là Đài Fox, sẵn sàng nói những cái đó luôn. Thì nó làm cho những cái người mà ngày xưa đó bây giờ họ dè dặt, họ không dám nói, bây giờ họ mạnh dạn thêm, họ mới nói, đúng không? Và cái hệ thống internet nó nhào vô, họ tung ra họ nói, cái đó nó mới tạo ra một cái làn sóng nào. Và cái khổ và cái mà đưa đến cái vấn đề chia rẽ là không phải là nói những cái điểm đó trong một cái ngôn ngữ đàng hoàng, mà họ nói với một cái ngôn ngữ rất rất là thấp, gần như là miệt thị người ta,
bôi nhọ miệt thị chửi bới người ta, bắt đầu từ ông Tổng thống Trump. Và nó làm ra giống như là mình đi chửi bới vậy đó. Mình đi ra ngoài chợ mình chửi bới, mà những cái người đó họ hoan nghênh, tôi rất là khoái, anh chửi bới gì rất là khoái nào. Và cái đó đó nó bắt đầu nó đi và nó được khai thác. Rồi một cái hiện tượng đó là những cái người phía sau lưng của ông Tổng thống Trump, ông Tổng thống ông là cái người dám ăn dám nói, nhưng mà đó ông ta không biết nói cái gì. Nó có một cái số những người cố vấn phía sau giống như là Steve Bannon, giống như là Newt Gingrich. Đây là những người kỳ cựu của cái thời ngày xưa đời ông Nixon tới giờ. Họ là những người đưa ra, ông nói cái này, ông nói cái này. Tụi tôi không dám nói, nhưng mà ông là cái người dám ăn, dám nói, ông nói đi. Nào, bây giờ mình mới lấy cái vấn đề đó. Thành ra ông Trump, ông ra, ông chửi bới, ông dùng những cái danh từ mà ngày xưa tới bây giờ không ai dám dùng nữa. Người ta dè dặt bởi vì người ta lịch sự, ông ta dùng. Và ông ta tạo ra một cái tiền lệ. Và những người đó nói, hey, nếu mà cái người lãnh đạo mà ăn nói được như vậy, tôi cũng bắt chước. Rồi một cái nữa đó là ông càng ăn nói chửi bới miệt thị càng dữ chừng nào, người ta càng khoái chừng đó, và người ta cho tiền ông nhiều chừng đó. Thì đó mình mới thấy hay cái đó có ăn, mình nhào vô mình cũng bắt chước ổng luôn, mình cũng ăn nói dữ dội miệt thị chửi bới người ta luôn. Tức là người nào mà mình không đồng ý mình chửi người đó, mình dùng những cái danh từ rất là lố bịch hay là tục tiểu, là bởi vì những người đàng hoàng ở đó anh nói chuyện tục tiểu, tôi không muốn nói chuyện với anh. Thành ra họ phải tách ra liền. Rồi cái những cái người đó họ bắt đầu họ chửi, nhưng mà khi mà bên đây chửi có nhiều người họ nói tôi không có chơi cái trò chơi mà chửi bới tục tiểu, tôi đi ra không chơi. Nhưng mà có một số những người họ nói anh chửi tôi hả, tôi chửi lại anh chửi tục tiểu tôi cũng chửi tục tiểu được. Rồi hai bên chửi tục tiểu, và vì cái vấn đề đó nó đưa đến cái sự chia rẽ trầm trọng lên, trầm trọng trong gia đình. Mình lấy một cái danh từ mà rất là thường, mình kêu là ngu, ngu xuẩn. Nào, cái người mà cuồng Trump, họ nói những cái này kia, họ chửi bới và họ đưa ra những cái tin mà chúng ta biết hoàn toàn sai, nhưng mà họ nói họ tin cái đó. Rồi cái người mà chống lại, họ nói mấy cái người này sao mà nó ngu quá vậy, tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà ngu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy cái ông bác sĩ nào ngu như vậy, tôi chưa thấy ông luật sư nào, ông kỹ sư nào trí thức như vậy, tiến sĩ mà sao mà nó ngu như vậy. Thì mình chửi lại đúng không, sao mà ngu quá vậy, một đám ngu không à. Cái đó chính nó cũng là một cái miệt thị, là hai bên chửi qua chửi lại, thì á nó càng ngày càng tách ra chứ nó không có nói chuyện được, bởi vì mở miệng ra phải chửi chửi qua chửi lại là cả hai bên, không phải là bên này và bên kia mà nó cả hai bên, một bên nặng một bên nhẹ. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái chỗ đó rồi đó nó mới đi vô, và những người đó họ nói tôi thấy càng chửi chừng nào tôi lại càng thấy có lợi và người ta lại bên tôi. Bây giờ mình mới lấy một cái ví dụ điển hình trong cái tập thể cộng đồng người Việt mình, mà luôn cả cá nhân mình và chú Hoàng Bách cũng đã trải qua. Những người mình đi sinh hoạt mình bực bội một cái người nào đó, hay cái người nào đó bực bội cái người nào đó, nhưng mà họ đó là những người đàng hoàng, thật ra họ không có chửi bới mà họ cũng không có viết những cái email chửi bới bậy bạ tục tiểu. Nhưng mà trong cái sinh hoạt của tập thể cộng đồng nó có một số người số nhỏ họ sẵn sàng chửi bới tục tiểu, họ là những cái người mà giao to bố lớn đúng không, mà ai cũng khinh bỉ những người đó, không ai muốn đứng gần mấy cái người đó, sinh hoạt với người đó. Nhưng mà họ biết những người đó, bởi vì mấy người đó là mấy người chuyên môn chửi thề không à. Nhưng mà
nó có một cái hiện tượng, hiện tượng là đi mướn người chửi mướn, mình đi mướn người ta. Thành ra bây giờ giả sử như chú Hoàng Bách ở bên cái nhóm A, chú Hoàng Bách ghét cái nhóm B, trong cái nhóm B có một hai người chú Hoàng Bách ghét, thì cái nhóm của chú Hoàng Bách nói hey, mình không nói được, mình viết email như vậy thì người ta nói mình bất lịch sự này kia rồi vô học, bây giờ mình đi cho tiền cái thằng mà nó đi chửi mướn, mình mướn nó, mình lại mình nói nó hey mày viết giùm tao cái này đi, rồi mày bỏ lên email cho tất cả mọi người đọc, mày chửi cái người đó cho tao, tao cho mày 100 200 có tiền, anh muốn viết cái gì tôi viết cho, anh muốn tôi chửi nặng chửi nhẹ tôi viết cho nào, cái họ viết họ chửi họ được 200, rồi bên kia cũng bắt chước như vậy, đây tôi muốn chửi cái ông đó, đó ở bên kia đó, bây giờ tôi cho anh 200 anh chửi giùm tôi và chửi qua chửi lại, nhưng mà cái số người chửi đó nó rất là nhỏ nhưng mà nó được mướn và được trả tiền bởi những cái người mà không chịu làm nhưng mà họ nhờ những người đó làm, mà nhiều khi đó cũng một cái người chửi mướn họ lấy 200 bên đây họ chửi bên kia, họ lấy 200 bên kia họ chửi bên đây, bởi vì họ là người đi chửi mướn viết mướn ở trên email và họ kiếm được tiền. Cái hiện tượng đó, đó nó xảy ra trong cái tập thể cộng đồng Việt Nam có cả chục năm rồi chứ không phải là mới đây, từ ngày có internet là có đó rồi, đúng không nào, chúng ta mới lấy cái đó chúng ta nhân nó lên 10 triệu lần, và cái đó nó xảy ra ngày hôm nay là có những người triệu phú của những cái đảng phái họ mới mướn và họ dùng cái hệ thống mạng, bây giờ họ có tiền làm ra một cái hệ thống mạng mướn những cái người đi chửi mướn và cho những cái người đi chửi mướn đó họ mở ra những cái, đây là những người có học nha, họ biết computer họ biết cái này cái kia, họ mới đi vô họ làm ra những cái YouTube giả, họ lấy những cái tên email giả và họ là được người đi được được đi mướn và được trả tiền và họ không có làm ở trên đất nước Mỹ này, họ đi vô chửi trong cái tập thể cộng đồng người Việt ở trên Facebook. Thế cái này đó mình nói cái cộng đồng người Việt nhưng mà thật sự nó là những cái cộng đồng khác nó cũng bị như vậy luôn, cả cộng đồng người Mỹ nha, và họ lấy họ mới đi về Việt Nam họ mướn những cái người sinh viên học sinh ở Việt Nam những cái tay mà biết mướn trả cho mỗi người đó một tháng như đâu 100 đồng ngồi ở đó viết đi chửi bới rồi bỏ vô mạng rồi đi vô những cái YouTube của những người mà mình chống đối đó vô đó comment chửi cho đã đi. Càng chửi chừng nào tục tiểu chừng nào càng hay chừng đó à. Và cái đó là thật, nó trở thành cái trò chơi và bất cứ một cái mạng YouTube nào comment nào cũng đều có những cái người đi vô chửi mướn, mình đọc mình có thể biết được cái người nào là cái người dân chửi mướn và nhiều khi họ là một người nhưng mà họ dùng 10 cái tên khác nhau rồi bỏ vô chửi mướn rồi mà nói trời đất ơi cái chương trình YouTube này nó sao có nhiều người ghét quá ha, chửi mướn, nhưng mà thiệt ra nó chỉ có một người họ lấy 100 cái tên khác nhau và họ dùng cái hệ thống computer bởi vì họ giỏi về cái đó họ viết ra rồi nó bỏ vô cái comment, quý vị thử vô comment quý vị thấy liền có những cái comment đó, nó cứ hiện lên hoài mà nó giống hệt trong bất cứ một cái chương trình nào nó cứ hiện lên giống hệt giống hệt giống hệt cũng cùng một cái câu đó là mình biết cái đó là cái hệ thống của cái máy nó làm, bởi vì cái máy nó làm như vậy nó thảy ra rất là nhiều à, mà nó là cùng một người cùng một cái công ty cùng một cái nhóm, nó giống như là trong cái sinh hoạt ngày xưa của tập thể cộng đồng hay là ngày hôm nay của tập thể cộng đồng mình đi mướn những cái người đi chửi mướn mình trả tiền cho họ họ làm, nó càng ngày càng trầm trọng nào. Cái vấn đề đó là hai người nói chuyện với nhau ngày xưa sinh hoạt với nhau là bạn với nhau, cái đùng một cái tự nhiên anh là bạn của tôi và anh lại chửi tôi, anh kêu tôi là ngu và anh kêu tôi là khùng rồi anh kêu tôi là cái người này dịch cứ chửi bới qua thì tôi không thể nào nói chuyện với anh được và không nói chuyện được trên một cái vấn đề mà mình đang nói nào. Hiện bây giờ đó cả rất là nhiều nhóm và nó được cái sự yểm trợ của những cái nước giống như là Mỹ
thì nó được cái sự yểm trợ của nước Nga, nước Tàu và những cái nước mà đối nghịch với nước nước, nước Mỹ. Họ thảy tiền vô, họ mướn những cái người mà đi chửi mướn, đi đưa ra những cái tin tầm bậy tầm bạ. Họ thảy vô cái hệ thống mạng, nó đầy rẫy trên trời, đúng không? Và nó chửi bới ông sụp mà rất là tục tiểu đó. Rồi đó, những cái người sinh hoạt đó họ bị cái đó, họ mới đọc vô, họ nói ồ trời thật là ghê quá, đúng không? Thành ra họ bực bội. Mình nói một cái tóm tắt là từ những cái vấn đề đó với cái hệ thống mạng, mình gom nó lại và nó đưa đến cái sự chia rẽ ngày hôm nay ở trong cái xã hội của đất nước Mỹ, ở trong cái tập thể của cộng đồng người Việt của chúng ta luôn, chú Quang Bạch. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nhưng mà hãy trở ngại một chút xíu về cái Internet. Không biết tại sao nó nhả nghe luật sư. À, xin chờ cho một chút tí xíu. À, thưa quý khán giả, luật sư vừa đưa ra những cái hiện tượng mà nó xảy ra ở trong cái cộng đồng cũng như là trong cái nước Mỹ. À, thì bây giờ đó là cái hiện tượng. Theo luật sư, cách nào đó để mình đề phòng và mình ngăn ngừa cái điều đó, thưa luật sư? Thật sự thì có nhiều cách nhưng mà không làm được. Một cái cách đó là chính phủ Mỹ cần phải xen vào và làm ra những cái đạo luật để mà ngăn chặn cái vấn đề mà những cái tin tặc, những cái vấn đề chửi bới nó lan tràn ra. Bởi vì chửi bới đó nó không có lợi ích gì hết, nó không phải là quyền tự do phát biểu ý kiến. Chúng ta có thể nói ông Steven Deal ông đưa ra những cái lý do này tôi hoàn toàn không đồng ý. Thì nếu quý vị không đồng ý, quý vị đưa những cái lý do để, và quý vị nói đây mới chính là những cái lý do tại sao đưa đến cái vấn đề chia rẽ, đúng không? Rồi mình mới so sánh, rồi mình nói ok anh cũng đúng mà tôi cũng đúng, hay là anh đúng nhiều hơn là tôi đúng ít hơn, nhưng mà mình nói chuyện một cách rất là đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau, về bất đề bất đồng ý kiến, chứ không cần phải chửi bới, không cần phải dùng những cái danh từ dao to búa lớn tục tiểu để mà miệt thị người ta. Một khi đó mà mình không có lý luận được, một khi mình không cãi được, tranh cãi được với cái người bên kia, thì cái điểm đầu tiên là mình chửi người ta. Mình chửi người ta là thì mình không có cái lập luận nào, mình không có cái gì hết, mình không cãi được, thành ra mình phải chửi. Mình chửi để làm gì? Để mình đánh lạc hướng và làm cho người ta bực bội. À, giả sử bây giờ mình lấy cái ví dụ thôi nhé, để mà quý vị thấy. Giả sử như một cái người đó là cái người tàn tật nhưng mà rất là giỏi, đúng không? Họ mới lý luận một cái lý luận gì? Họ đưa ra cái lý do để mà đưa mà chứng minh cái tư tưởng và cái lập trường của họ. Và cái người mà đối diện của họ có thể là một cái người tiến sĩ, một cái người giỏi, nhưng mà họ cãi không được, họ tranh luận không được với cái người mà tàn tật này. Thì thay vì họ họ lý luận, họ nói là anh sai và tôi đúng, cái gì họ không làm được, bắt đầu họ chửi cái người này, cái ông tàn tật đó, cái ông què đó, cái ông đó nha, làm sao mà cãi, tôi không thích cãi. Tức là họ không còn tranh luận nữa mà họ đi chửi bới miệt thị người ta. Thì cái đó đó đâu phải là cái lý luận. Tôi đưa ra cái lý luận, lý do tại sao đưa đến cái sự chia rẽ. Anh đưa cái lý luận ra, mà một khi mà anh không đưa lý luận của anh, mà anh lại nhắm vô cái người đối tượng của anh chửi người ta. Ồ, cái thằng đó, cái thằng bắt lé, cái thằng đó, thằng thằng nhà què giò, cái thằng đó là cái thằng vân vân và vân vân. Đi chửi người ta. Chửi người ta nó không đưa ra cái lập luận, đưa ra cái lý luận tại sao tôi phải, tại sao anh nói đúng mà tôi nói sai. Thì cái tình trạng đó nó càng ngày càng trầm trọng, là hoàn toàn chửi bới không, cái đó xảy ra trong tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta luôn. Luật sư có nghĩ là một cái yếu tố mà ví dụ như là trong cái điều số 5 của hiến pháp đó cho người ta có quyền phát biểu đó, cho nên người ta có thể nói bừa bãi mà không ai, ví dụ như là mới đây ông Alex Jones đó, là một cái nhân vật mà đưa ra tin giả, tin thuyết âm mưu rồi cứ vậy mà là có tiền, có nhiều tiền nữa. À, do đó đó thì tại vì cái luật pháp nó quá rộng rộng mở mà nó không khe khát hoặc là trừng trị, cũng như là bây giờ như chúng tôi nói đó là
cái thư thư cuối tuần vừa qua thì ông thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán là được mời cái nhóm nhóm gọi là bảo thủ của Đảng Cộng hòa chẳng hạn, họ mời tới nói chuyện. Mà ông đó thì ông chủ trương là thuần chủng chứ không có đa chủng, đại khái vậy. Thì Và cái bây đó giờ là mình ngưng chú ha, mình nói cho chú nghe cái vấn đề mà tự do phát biểu ý kiến là ở trong cái tu chánh án số 1. à, số 1, dạ. Nào, khi một cái người họ lên họ nói tại sao chúng tôi không thích người da màu, tại sao nước Mỹ cần phải là một cái nước của người da trắng, cái đó là cái tư tưởng của cái người đó, cái đó mình rất là tôn trọng, không đồng ý nhưng mà tôn trọng. Cái đó là tự do phát biểu ý kiến. Anh đưa ra bởi vì anh là người da trắng, anh nói chúng tôi là người da trắng, chúng tôi đang bị cái này và chúng tôi phải phát biểu để cho những người da màu họ hiểu được tại sao anh bực bội, tại sao anh phẫn nộ, tại sao anh ghét chúng tôi, và chúng ta mới mở ra, chúng ta mới nói chuyện nha, và Nhưng chúng mà ta mới khổ hiểu cái được. là họ lợi dụng cái đó, họ không Đâu, có phản biện mà họ lợi dụng thì sao ông luật sư? cái đó không phải là lợi dụng, cái đó là cái vấn đề tự do phát biểu ý kiến. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra, tại sao người da trắng lại tức tối, bực bội và kỳ thị người da màu? Người da màu cần phải biết được để chi, và khi mà chúng ta lắng nghe được và chúng ta mới nói ồ tôi hiểu tại sao anh như vậy rồi, và những cái mà anh nói, anh nói đưa đến cái sự phẫn nộ của anh có những cái phần nó không có đúng mà có những cái phần tôi đồng ý và chúng ta phải tu sửa nó lại. Bởi vì tại sao người ta giận mình, nói ủa tôi đâu có nói cái gì sai. Nào anh có, nói, tôi cũng không biết tôi nói sai nữa, tôi không biết là cái lời phát biểu của tôi nó đụng chạm tới anh. Mình không thể nào nói được. Bây giờ mình mới lấy một cái ví dụ thôi, cái ví dụ thôi. Sáng sớm mình đi ra mình gặp cái người quen, cái người phái nữ, người quen đúng không, nói chào chị, hôm nay cái áo của chị mặc nó có vẻ hơi nhỏ một tí, hơi chặt. Bởi vì mình nhìn vô mà nói ó cái áo của chị bên nay chị mặc cái áo nhỏ nó hơi chật. Yeah. Cái câu nói mình không nghĩ nó có cái gì hết, nhưng mà cái người phụ nữ đó họ rất là bén nhạy, họ nói tôi không thích anh nói tôi mập, tôi không ưa anh, sáng sớm thức dậy mới đi ra ngoài là anh chê tôi rồi, anh miệt thị tôi, anh nói. Rồi họ giận mình nhưng mà họ không nói, tức là họ để trong lòng rồi họ không chịu nói chuyện với mình. Mình nói ủa sao tự nhiên bữa nay chị tự nhiên chị có vẻ lờ lạc không chịu nói chuyện với mình không hiểu tại sao, tự nhiên giống như không muốn nói chuyện chơi với mình không hiểu cái lý do tại sao. Mà mình nói tôi đâu có làm gì sai đâu mà tự nhiên chị lại tự nhiên không thích nói chuyện với tôi. Mình không hiểu được, mình cần phải lắng nghe cái người đó nói ồ dạ tôi không thích anh là tại vì sáng bữa đó ngày đó anh nói cái câu đó tôi không chịu được, là bởi vì cái câu đó đối với tôi là có cái hàm ý anh nói tôi mập, nói tôi không có muốn nói cái đó không, thì mình hiểu được thì mình xin lỗi. À, cái đó không phải là cái ý của tôi đúng không, còn mà nếu mà mình thật sự miệt thị người nào thì cái chuyện nó khác nữa đúng không. Thành ra mình phải nhìn vào cái vấn đề và mình nói, mình phải lắng nghe, và cái lắng nghe đó đó là cái mà chúng ta đang làm bây giờ. Tại sao một trong những cái đó là cái vấn đề kinh tế, cái sự mà quá nhiều tiền và quá ít tiền, và cái sự mà trên cái hệ thống Facebook có nhiều tiền có đi phô trương đi khoe cho người ta thấy, quý vị đi vô nhà hàng quý vị ăn cái hamburger 2 đồng, tôi đi vô nhà hàng tôi ăn cái hamburger 2.000 đồng. À, mình khoe những cái đó và người ta thấy người ta bực đó. Mình làm cho người ta khó chịu, cái thứ nhất, cái thứ nhì mình thay vì mình nói chuyện mình lại đi chửi người ta, mình miệt thị người ta, rồi cái mình đi mướn những người đi miệt thị người ta, đưa đến cái sự chia rẽ. Mình phải hiểu cái đó nào, những cái gì
mà ông Trump nói, nếu mà nói về tư tưởng mình lắng nghe, nhưng mà khi mà bắt đầu chửi người ta là cái đó mình không chấp nhận được. Hai cái nào nó rất là khó để mà phân biệt được hai cái nào là cái nào. Thật sự đó, nếu mà quý vị vô cái hệ thống mạng và quý vị nghiên cứu, có những người xã hội học và những người nổi tiếng đó nha, tiến sĩ dạy học ở những cái trường đại học lớn, họ nói là tại sao chúng tôi phẫn nộ, tại sao chúng tôi không chấp nhận người da màu, bây giờ nó qua mặt người da trắng. Nhưng mà họ nói một cách rất là lịch sự, và mình ngồi mình lắng nghe, mình hiểu được, ồ thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ mà người Việt Nam mình rất là hãnh diện, nhưng mà bây giờ mình mới đặt mình vô cái vị trí của người da trắng thì mình nhìn cái cũng cái hình ảnh đó là thấy nó khác liền. Người Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện, những cái con đường của những cái khu phố mà đại đa số người Việt Nam, chúng ta mới đặt cái tên đường và chúng ta treo những cái bảng tên đường tiếng Việt. Người Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện. Rồi cái mình đi qua cái người Mỹ trắng, cái người Mỹ trắng họ phẫn nộ, họ nói quý vị qua đây, quý vị có muốn làm người Mỹ hay quý vị muốn làm người Việt Nam? Nói tôi là người Mỹ, tôi công dân Mỹ đâu. Quý vị chỉ thích lấy cái công dân Mỹ để hưởng được cái quyền lợi của người công dân Mỹ, nhưng mà trong tâm của quý vị không phải là người, quý vị vẫn là Việt Nam. Thành ra tôi không đồng ý với những cái việc làm của quý vị, là quý vị lợi dụng cái nước biển này của chúng tôi để mà sinh sống, để mà làm giàu, để mà tiến thân, nhưng mà trong tâm của quý vị không có cái móc xì gì là Mỹ đó, mà là hoàn toàn Việt Nam. Nào mình phải lắng nghe và mình nói cũng có lý, tôi hiểu tại sao anh phẫn nộ tôi, tại sao anh trực tôi, tại sao anh ghét tôi. Mình hiểu được những cái đó. Nào, có những cái mà anh ghét tôi nó hoàn toàn phi lý, đúng không? Tôi đi vô trường, tôi đi học, tôi học giỏi hơn anh ghét tôi mà tôi không có làm gì hết. Anh ghét tôi là tại vì anh ganh tị. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm ăn buôn bán, tôi làm ăn thành công, anh làm ăn không thành công, anh ghét tôi, cái đó là ganh tị, cái đó là sai, đúng không? Nhưng mà đó, mình phải lắng nghe và mình phải tìm hiểu. Khi mình tìm hiểu được thì mình mới biết được tại sao, và khi mình biết được tại sao mình mới cố gắng tu sửa đó. Thì giống như hồi nãy chú nói, một cái cách mà mình có thể tu sửa đó là chánh quyền, phải làm ra những cái đạo luật. Một trong những cái đạo luật mà mình muốn làm ra đó là phải ngăn chặn cái vấn đề ở trên cái xã hội này, phải có một cái biện pháp nào để mà giới hạn những cái thông tin ở trên cái hệ thống mạng. Ở trong cái hệ thống mạng social media là chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, bữa nay tôi mua cái áo đẹp, bữa nay tôi đi vacation chỗ này mình để lên, bữa nay tôi đi dự một cái tiệc này mình để những cái đó lên. Cái đó là mình nói chuyện chơi với nhau, cái đó là ai cũng quan tâm hết, đúng không? Mình gửi cho những người bạn ở trên, ai muốn vô coi thì coi, bữa nay mình đi tiệc cái chỗ này, bữa nay mình đi coi múa lân ở chỗ kia, vân vân và vân vân, không sao. Nhưng mà khi mà quý vị lấy cái xã hội mạng, quý vị bắt đầu phê bình, quý vị đưa ra bình luận, thì đó nếu quý vị bình luận một cái vấn đề gì thì đó, cần phải có những cái luật lệ là quý vị phải bình luận trên một cái tinh thần tự do phát biểu ý kiến, đưa ra lập luận, chứ không thể nào mà cái bình luận của quý vị nó không có cái gì là bình luận hết, mà chỉ là chửi bới, miệt thị, bôi nhọ và đưa ra những cái gì hoàn toàn không có. Bây giờ thì còn 2 phút nữa, ai xin luật sư có thể kết thúc qua cái chuyên đề mà luật sư trình bày. Thì cái đó là một phần mà chính phủ có thể làm được, chính quyền có thể làm ra những cái đạo luật đó. Và những cái chương trình giống như những chương trình Người Việt Channel, tức là những cái YouTube mà khi mà bình luận cái này cái kia, thì á, mình có thể làm ra những cái luật. Cái này mình nói một cách rất là công bằng, những cái đó cần phải đi đăng ký hay là cần phải đi register, tức là ghi danh,
ở những cái cơ quan về vấn đề truyền thông, và những cái người mà muốn mở cái đó họ phải đi qua một cái khóa học. Qua một khóa học ngày xưa thì mình đi vô trường học mình học, nhưng mà trong cái hệ thống internet ngày hôm nay, chính quyền có thể mở ra những cái online và huấn luyện những cái người mà muốn mở ra để mà họ trở thành những người bình luận gia, những người mà làm YouTube mà khi mà nói mà bình luận thì họ cần phải đi qua một cái khóa. Và khi mà họ qua cái khóa đó rồi họ mới được quyền mở, đúng không? Tức là họ có một cái license, một cái permit để mà mở cái YouTube để mà nói và bình luận, thì họ phải được cái sự huấn luyện, và trong một cái nội quy thì nó không có cái, nó giảm bớt đi cái vấn đề mà chửi bới, cái vấn đề mà đưa ra những cái tin hoàn toàn sai, cái vấn đề mà đưa ra những cái người bình luận gia mà nói hoàn toàn trật lắc mà với một cái mục tiêu khác. À, cái mục tiêu của họ là tuyên truyền để mà ngăn chặn cái đó, và những cái mà nó YouTube từ ở những cái nước ngoài ngoại quốc nó đi vô, đúng không, họ đi lên thì đó chính quyền có thể làm trong cái hệ thống để mà ngăn chặn những cái đó. À, quý vị là cái người ở Việt Nam, quý vị không biết gì ở bên Mỹ hết, đúng không? Quý vị có thể bình luận một cách tổng quát về những cái gì quý vị thấy thì cái không sao hết, nhưng quý vị bắt đầu xen vô cái xã hội của người Mỹ, quý vị phá hủy cái xã hội của người Mỹ này thì chúng tôi phải ngăn chặn cái đó lại. À, thành ra đó đây là những cái mà chính quyền có thể làm được, tức là đưa ra những cái đạo luật bắt những cái đại công ty về cái social media giống như là Facebook, giống như là Twitter, giống như Instagram, vân vân và vân vân, luôn cả YouTube, đúng không? Là quý vị phải đi qua một cái hệ thống, qua một cái nội quy trong cái lúc quý vị làm việc, thì nó làm như vậy nó mới giảm bớt đi, giảm bớt đi. Nào, cái vấn đề của YouTube nó lạ lắm. À, chú Hoàng Bách YouTuber đó, à, giống như của chú Hoàng Bách của Người Việt Channel là làm, à, để mà trao đổi, à, à, tin tức và trao đổi, à, bình luận cái này kia. À, nhưng mà đó trong cái đó nó cũng có cái vấn đề về vấn đề kinh tế, tức là lấy một số tiền về quảng cáo, đúng không? Đó là tại sao YouTuber họ lấy quảng cáo và họ có tiền, và có nhiều người đó, họ chuyên môn làm YouTube để mà họ lấy cái số khách vô và họ có được nhiều tiền. Cái đó giống như cái cách làm ăn. Nào, thì cái đó không có cái gì sai hết, nhưng mà đó nó có một cái sai là gì? Mình muốn càng nhiều người vô, mình càng nói những cái chuyện táo bạo, những cái chuyện thiệt là táo bạo, mình đưa những cái hình ảnh táo bạo để làm gì? Để mình lôi cuốn cái người nghe vô, cái người coi vô. Mà càng nhiều người vô coi thì mình được cái tiền quảng cáo càng nhiều. Thành ra đó, vì cái lý do tiền nó làm cho những cái YouTube nói hoàn toàn trật và nói rất là táo bạo. Có nhiều người nói tôi thích đi vô cái YouTube của cái ông A là tại vì tôi mê cái ông A, ông vô ông chửi mấy cái người kia chửi nát nước, ông chửi tôi nghe đã lỗ tai. Hay là tôi muốn đi vô cái YouTube của bà B, bà để những cái hình rất là sexy, tôi mê coi mấy cái. Thành ra rất là nhiều người đi vô. Vô đó, đối với họ đó họ không cần biết cái đó đúng hay sai, họ chỉ cần biết là càng nhiều người vô thì tôi càng làm được nhiều tiền. Và cái đó đó nó cần phải được ngăn chặn lại, không thể nào mà lạm dụng cái đó rồi đi làm được cái đưa ra quá nhiều cái mà nó hoàn toàn sai, và chính quyền có thể làm được, chỉ có thể giới hạn được những cái đó để mà đừng có đưa cái xã hội của nước Mỹ nó đi tới cái con đường nó càng ngày càng chia rẽ, càng ngày càng chia rẽ, là bởi vì tôi thích nghe cái ông đó bởi vì ông đó ông chửi cái người đối thủ của tôi mà tôi ghét, chửi nghe đã cái lỗ tai quá, tôi thích. Nhưng không nên làm cái đó, bởi vì làm cái đó nó càng đưa đến cái sự phân hóa, càng đưa đến cái sự chia rẽ. Nào, quý vị không thích cái người đó, tại sao quý vị đưa ra 1, 2, 3, 4 để đủ rồi, không cần phải chửi bới. Đó, đây là những cái mà chính quyền có thể làm được, chứ còn người dân thì không làm được cái vấn đề đó. Chúng ta không làm được cái đó, chúng ta cần phải có cái sự của chính phủ và của những cái đại công ty, mà đại công ty giống như Facebook hay là YouTube, họ dù cho có nội quy đi nữa, cái vấn đề của những cái đại công ty này đó là làm tiền, họ cần phải kiếm tiền. Ngoại trừ khi mà chính quyền xen vô và nói ok quý vị làm kiếm tiền
tôi hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề đó, nhưng mà phải trong một cái khuôn khổ giới hạn nào. Chứ không thể mà không có khuôn khổ và không có cái giới hạn rồi á, cái kiếm tiền của quý vị á, quý vị càng ngày càng giàu thêm thì cái đó tốt cho quý vị, không sao hết, chúng tôi hoan nghênh cái đó, nhưng mà nó làm cho cái xã hội càng ngày càng tệ đi thì quý vị cũng phải có cái trách nhiệm này, chứ Hoàng Quang. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư Steven, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Có điều là luật sư nêu lên đó, thì quý khán thính giả chúng ta cũng nhớ đó, một người chúng ta biết họ nói sai, mà chúng ta cổ suý cho sự sai, tức là chúng ta đã đồng lõa với cái sự sai trái. Cho nên những cái YouTuber đưa ra những cái tin giả, tin xạo, mà quý vị vào nghe rồi quý vị tán dương, thì vô hình chung là quý vị đồng lõa với những người tội ác. Hay nói cách khác là đưa tội làm những cái điều sai để tạo phân hóa cho nước Mỹ. Cái điều đó rất là dễ hiểu. Mỗi người trong chúng ta họ nói không, ông nói chứ tôi không nói. Nhưng mà quý vị qua, quý vị comment, quý vị cổ suý, quý vị tán phát là vô hình chung quý vị đã đồng lõa về cái chuyện sai trái đó. Cho nên luật sư nhắc nhở là chúng ta cũng có trách nhiệm, chứ không có chính quyền, có trách nhiệm của chính quyền và người dân, hay là khán thính giả cũng có trách nhiệm thì chúng ta mới ngăn ngừa, mới giới hạn được. Nhưng mà mình nói cho chú Hoàng Bách nghe cái này, nếu mà cái người cổ xí một cái gì hoàn toàn sai là cái người lãnh đạo, cái người giữ một cái vai trò quan trọng trong ngành truyền thông mà họ đi làm những cái đó, còn đại đa số người dân cả triệu người họ nghe thì họ phải tin. Cái này không phải là chú Hoàng Bách hay là Stephen Deal đưa ra những cái tin tặc, cái này là cả một cái hệ thống của những người lãnh đạo của những cái công ty lớn họ làm, tức là những người nổi tiếng, những người giữ cái vai trò quan trọng làm, chứ không phải là người thường làm và người thường lắng nghe, và người ta sẽ hoang mang, người ta nói tôi không biết gì hết, nhưng mà cái ông A, ông thượng nghị sĩ, ông tổng thống, ông của cái này kia nói tôi cũng không biết đúng hay sai, nhưng mà những người đó là những người quan trọng. Thành ra tôi nghĩ chắc cũng cũng có cũng đúng, đó là cái vấn đề chứ không phải. Dạ vâng, cảm ơn luật sư, bởi vì những cái đài ví dụ như chính đó, những cái đài Fox News đó là cái đài mà có giới bảo thủ coi khá nhiều, nhưng mà có khi họ tin họ đưa ra những cái tin giật gân, nào là bầu cử bị đánh cáp thế này thế kia, thì chính quyền họ biết rất là rõ, nhưng mà họ tìm cách giới hạn, cũng như là các luật sư của ông Giuliani hay là bà Sidney Powell, là bà là những người bà đưa ra tin giả, rồi tới chừng đi trình bày vấn đề bà kia, mấy người mà nghe tôi mới mà lấy mấy người ngu, chứ tôi đâu có nói vậy đâu, tôi nói là tôi nói bậy, nhưng mà quý vị nghe thì cái chuyện cái gì, cho nên cái điều đó, đó phải tìm cách giới hạn và chế tài và trách nhiệm của vai trò của truyền thông ở xứ Mỹ này, nó tự do quá, tôi chỉ ấn số 1 tự do quá, họ nói rồi có khi họ họ lợi dụng cái đó, họ nói quá đáng. Chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một đầu tuần thật là bình an để tiếp tục làm việc trong suốt tuần lễ. Cảm ơn luật sư, xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Dạ, kính chào chú Hồng Bách và kính chào tất cả quý vị khán thính giả trên hệ thống Người Việt Channel.